Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Sinh viên Đại học EdX. Mình là Phạm Hân Hoan và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó chính là đánh dấu số trang ở một bản Word. Nào, chúng ta bắt đầu thực hành nhé. Thì trước tiên ta hãy bật một bản Word có sẵn lên, ví dụ như là bản Word là hợp đồng lao động chẳng hạn. Đấy, đào trên mạng về rất là nhiều. Đây, thì mình đã đánh dấu sẵn số trang cho nó rồi. Và bắt đầu là mình sẽ thao tác lại cho các bạn nhé. Remove page number này. Ok, giả sử đây một bản mẫu hợp đồng lao động, nhưng mà mình lại quên mất rằng là gì? Là quên đánh dấu trang cho nó. Thì bắt đầu chúng ta hãy đánh dấu số trang cho nó nhé. Trước tiên hãy vào mục Insert này, và sau đó vào mục Page Number. Đây là các option cho các bạn chọn. Muốn đánh dấu ở đâu thì tùy vào cái có mắt thẩm mỹ và tùy vào ý thích của các bạn. Giả sử bạn muốn đánh dấu ở phần trên hay phần dưới hay là phần bên cạnh đó. Thường thì mình hay đánh dấu ở phần dưới vì mình cảm thấy là nó rất là thẩm mỹ hay là vừa mắt mình đó. Đây, các bạn thấy được là Word đã đánh dấu hết cho các bạn lần lượt rồi. Thì câu hỏi thắc mắc này là different first page là gì? Thì cái này nó có nghĩa là khi bạn tích click vào đây thì nó sẽ gọi là đánh dấu số trang ở các phần tiếp theo mà không tính bìa. Nếu mà cái quyển sách hay văn bản của bạn có bìa thì bạn tích vào đây thì nó sẽ tính số trang ở các phần tiếp theo chứ không tính cái bản bìa đầu tiên. Ok, nhưng mà đây là bản hợp đồng lao động nên là mình không tích vào. Rồi, đây là nó căn lề các thứ cho bạn hết rồi. Đây, chúng ta chỉ đó, các bạn thấy không? Rất thuận tiện phải không nào? Ok, nếu muốn xóa đi thì chúng ta lại như lúc ban đầu thôi, là remove page number. Ok, đây là cách đánh dấu số trang cho một bản văn bản cho một cuốn sách chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới phần bình luận, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và hẹn gặp lại, chúc các bạn một ngày mới tốt lành.